Dạ, Phương xin mến chào quý bà con, cô bác, anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Phương Vlog nha. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì ngày hôm nay Phương tiếp tục quay trở lại khu dân cư xã Định An để chia sẻ về đến cái quý cô chú anh chị về cái quá trình xây cái nhà cho hai bà cháu của Danh Chí Nhường, tức là anh trai và bà ngoại của cháu Danh Chí Cường cùng với mẹ bị tử nạn giao thông vào ngày 4 tháng 10 vừa rồi cả nhà. Thì ngày hôm nay cũng được sự hỗ trợ của hai anh chị Ly shop Ly ở Ích Giá đến đây cũng khảo sát xem để hỗ trợ thêm cái phần nào được cho gia đình cho hai bà cháu á. Mình chưa có đó để coi nữa, sau này mình có cái trái này nè có sử dụng được không, nếu mà được để mình thì làm cái che ra cho ngoài này luôn, nhưng mà để coi nó còn làm được hay không nữa. Hiện tại thì bây giờ đây là ngôi nhà đã được thợ là đổ xong hết dàn cột và được lên gạch một bên này cả nhà. Lên được bao nhiêu đây rồi? Này cả nhà, hiện tại thì thợ đã lên gạch được một bên vách được một khúc rồi nghe cả nhà. Dự kiến là nhà sẽ xây và hoàn thành giao cho hai bà cháu là dự kiến khoảng một tháng nữa là sẽ hoàn thành xong ngôi nhà này để bàn giao lại cho gia đình nha cả nhà ơi. Ngày hôm nay thì đã lên vách ở phía sau này được rồi nha cả nhà. Ở phía sau này là cái nhà bếp cũng như là nhà vệ sinh, còn ở đây là phòng nghỉ cho hai bà cháu nha quý cô chú anh chị. Và ở phía trước này là cái phòng khách cũng khá là rộng nha, xe phòng khách khá là rộng. Dự kiến mình làm xong rồi, nếu như mà máy to này có sử dụng lại được thì mình sẽ làm luôn cái mái che phía trước cho hai bà cháu cho nó thêm được rộng ra thêm luôn đó nha. Nay cũng được hai anh chị shop Ly gạch giá hả, cái này là cái hàng ba nè. Hàng ba nè. Nãy giờ mới tưởng tượng lại là thục viên chút. Này hàng ba nè. Bởi vì sao hàng ba ở đây cái cột bắt đầu từ đó đó. Vách này cái cửa này, cửa cái đây nè. Có nghĩa là trước nhà này có 8 mét là bây giờ là xây ra tới 12 mét lận. Xây ra thêm phân nửa nữa. Thoải mái gì lắm rồi. Hồi đó mình còn tính phải coi ở đây luôn á. Mình rửa sắp ở đây mình biết ở đây cần cái gì nè. Anh chị đến đây cũng xem xây dựng nhà hoàn thành đến mức độ nào và cũng dự kiến để hỗ trợ thêm cái phần nội thất ở bên trong để cho hai bà cháu sử dụng bên cái nhà. Ở đây là cái hàng ba. Mình sửa lại, mình xây cái nhà này lại là với bề ngang là 4 mét phải không anh? Bề ngang 4 mét là chiều dài 12 mét nha nha. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì sau khi đến gia đình của hai bà cháu Danh Chí Nhường chia sẻ đến cái công đoạn xây dựng nhà cho hai bà cháu, thì lúc này Phương cũng như là hai vợ chồng của bạn Ly đang có mặt tại chùa Sóc Sâu đến đây để thăm sư Danh Chí Nhường là anh trai của Danh Chí Cường cả nhà. Lúc này thì khoảng 9:45, thì khoảng 10 giờ thì sư mới về cả nhà. Bây giờ đây Phương xin mời cả nhà chúng ta hãy cùng vào bên trong tham quan ngôi chùa một tí xíu. Sau khi đó thì chùa sẽ cho người đi rước sư Chí Nhường về, rồi mình sẽ trao đổi cũng như là gửi những phần hỗ trợ cho sư để sư trong cái việc đi học ở cả nhà, cũng như là sữa rồi bánh chỗ gia đình của anh chị Ly gửi cho Chí Nhường nha. Bây giờ xin mời cả nhà chúng ta hãy cùng vào bên trong để tham quan, trước hết là tham quan khuôn viên của ngôi chùa, sau đó thì sẽ gặp sư Chí Nhường cả nhà. Đến chùa Sóc Sâu và có dịp lên trên cái
nhà trưng bày cổ vật cả nhà, trưng bày triển lãm đó. Này giới thiệu với cả nhà về cái sản phẩm trưng bày nha. Cái này là nhạc ngũ âm của đồng bào dân tộc Khmer mình nha. Dàn nhạc ngũ âm. Ở đây còn lại cái tiền ngày xưa cả nhà. Tiền ngày xưa trong này có tiền của Việt Nam mình, có tiền của Campuchia nữa nè. Ngày tiền của ngày xưa rất quý luôn này cả nhà. Đến thời điểm hiện nay vẫn còn những cái cổ vật như vậy rất là quý. Ở đây là cái ghế đập lúa cả nhà. Đây có những cái tivi rồi thau băng như ngày xưa, đèn măng sông quạt gió như ngày xưa, như con ngày xưa cả nhà. Đây. Đây là xịa sà nen gỗ, đây có cái sòng tắt nước nữa nè cả nhà. Ngày xưa làm ruộng tắt nước bằng cái này nè. Sà nen. À, cái máy may. Ai còn có bàn tính nữa cả nhà ơi. Bàn tính của ngày xưa. Ai mà sử dụng máy tính không à. Lò xô nữa nè. Máy cô le. Quá nhiều kỹ vật cổ vật ngày xưa cả nhà. Đây là dụng cụ để dùng trong cái sản xuất lúa nông nghiệp ngày xưa của mình cả nhà, sản xuất nông nghiệp ngày xưa. Cái nọc nè, cái rìu cắt lúa, ắt châu gì có đủ hết trơn cả nhà. Đây là cây cột gỗ tròn trên 100 năm này. Cột này xưa trước đây sử dụng làm cái ngôi chánh điện. Sau khi sửa chữa ngôi chánh điện thì ngâm nước khoảng chừng 60 năm. Được sư chủ trì cho biết là ngâm nước 60 năm thì đem vô mình mang vô mình sử dụng lại làm cái nhà trưng bày này cả nhà. Hôm ngày có về thăm bà ngoại không? Không có về đâu hả? Không ai đưa về phải không? Dạ. Đi học cô khen học giỏi không? Nói sư. Phần dễ sao? Xua dễ nó chào nó. Học vô trong này học quen chưa? Quen lớp chưa? Quen rồi hả? Thầy nó giỏi lắm, đi đó là mấy lớp đó là ra chơi mấy bạn. Có hay cắt nhà mới cho sư với bà ngoại chưa? Hay chưa? Có ai cho sư hay chưa? Có hả? Ai cho sư hay vậy? Ngoại cho hay hả? Ngoại có vô thăm không? À, lâu lâu ngoại lại lần hả? Đào hay cho tôi tiệc màu nắng đó. Chỗ anh Phương đây cũng đang hỗ trợ nhà cửa này kia chỗ đó. Thì
vợ chồng em là ở Cần Thơ, làm ăn Cần Thơ. Thì nghe nói là hiện tại giờ bé nó đang ở đây, đi với chùa, tụ tập ở đây. Thì em cũng muốn tới để em trao đổi, em nói chuyện cho nó hiểu sâu sắc hơn. Để mình có cách để mình giúp đỡ, mình phụ giúp. Thì hiện tại giờ thì tấm lòng rồi trước đi nha. Trao đổi với anh Phương rồi, nãy giờ cũng nói chuyện cũng hiểu được rồi. Thì em có mua sữa, sữa với bánh đây nè. Để nó phải vô chùa để cho nó sức khỏe. Cộng với lại là cái này là coi như tấm lòng của hai vợ chồng. Cúng dường để mà gửi cho chùa. Thì có chùa có cái chi phí gì đó để mà lo cho em nó đi học cái hàng kia. Thì trong cái trước tiên bây giờ là em như vậy trước. Tại vì em cũng chưa biết là mình như thế nào. Chỗ đây đang kết hợp với chỗ anh Phương để mà sửa nhà, sửa cửa rồi mua đồ khác có như anh Phương anh huy động cửa nhà. Còn em với chỗ vợ em thì mua cái đồ trong nhà để cho con bé nó có lớn lớn chút xíu nó ở thì nó ở cũng tương tác. Còn lại đi học với Thành thì giờ chắc ở đây học với chắc ở đây rồi quá. Thì tạm thời giữ lấy một ít chi phí cho vợ chồng coi như là tấm lòng nhé, để lo được gì cho nó mình lo. Dạ. Sư cũng gửi lời cảm ơn đến cô với chú trước đây ha. Dạ. Thì trước hết chúc cô chú nhiều sức khỏe nè. Dạ. Tình hình sư bé đó thì bây giờ thì cũng tạm ổn ha. Dạ. Thì nói chung việc học hành đó thì sinh vô học lớp 1 ở đây. Dạ. Bé thì cũng có những cái nhưng mà bên luật thì người ta sắp xếp sao đó thì mình chưa biết, nhưng mà hiện tại thì đang vô lớp học rồi. Dạ. Thấy bé đọc chữ cũng được, nhưng mà đi học đó thì cũng học thấy cũng tốt, đọc cũng được, cũng đáng học, học ngày cũng hai buổi vậy đó. Nhưng mà sư thì dùng cơm thì sáng với trưa thôi, buổi chiều thì không có dùng cơm. Và buổi sáng thì nói chung cũng tự túc, nhưng mà với một tiếng tự túc ở đây thì cũng nhà chùa lo. Nhưng mà mình không có dọn thành mâm thành bàn để mà cho mấy sư dùng buổi sáng. Tại vì một số sư đi học sớm, một số sư đi học trễ, thành ra chùa cũng nấu cơm rồi mua mì, nhưng mà hao nhất là mì mì hủ tiếu này kia đó. Thì mấy sư tự làm, tự dùng buổi sáng. Sư lớn thì nhát, sư nhỏ vậy đó. Tiếp nhau mình chăm sóc vậy thôi. Rồi buổi trưa đó thì có Phật tử ta nuôi rồi. Buổi trưa Phật tử đó thành ra mình chia thành xóm. Ví dụ như hôm nay mình đi học thì cũng giờ anh nói cũng tiếp câu hỏi chùa thôi, anh cũng cụ thể gì gia đình cũng khó khăn, nhưng mà theo cái tấm lòng anh cũng bằng lòng với chùa thì mình lúc đi học gì thôi. Chủ yếu là tấm lòng. Tấm lòng. Là... Dạ, tức là hỗ trợ được gì là nó sẽ hỗ trợ. Ở chùa bơi vô đó có được xe đá đó. Xe đá đó mình tặng những cái xe đi học. Sau này lớn xíu mình cũng có thể tự đi học, tự về được cái trường cũng gần, cũng không thấy ai xếp mà mình có thể xếp. Nhưng bây giờ còn nhỏ, còn chưa quen thì mình cứ tiếp bé được không, mình cố gắng làm thứ nhất. Còn buổi sáng này kia thì cũng có người đi học đây. Dạ, có một vị sư học đại học Cần Thơ. Vị sư học Cần Thơ, một vị đại học Bộ Quốc văn hóa ở Sóc Trăng, với chính vị học ở Trà Vinh, một vị học ở Gạch Tiền. Nói chung mình tạo điều kiện cho mấy sư đi học, có gì mình cứ giúp tí. Sư cũng cảm ơn cô chú quan tâm đến sư bé, thấy nói chung cũng sư. Đi giờ có ở trên này đi học rồi đi học trong lớp đẳng có thấy vui không? Vui hả? Rồi có khi nào nhớ em nhớ mẹ được không? Nhớ hả? Nhớ rồi sao? Rồi bà ngoại có vô thăm không? Như hả? Chừng nhà là làm xong rồi á, nhờ mấy chú đây chở với sinh sư chở về thăm quan nhà mới nha. Có cô chú đây nè, mua cho cái bàn để dành học nữa, rồi mua cho cái giường để ngủ nữa, mua luôn cho cái tủ chén rồi để nấu cơm ăn luôn. Thì có nhà mới rồi. Đi học có phải có đóng tiền không? Hả? Không đóng tiền hả? Người ta cho học không vậy hả? Không có nhắc là tiền nào hỏi. Nhưng mà thấy cũng sợ ma. Sợ ma hả?
chơi chơi kỳ vậy, sư mà sợ ma. Chơi kỳ vậy, sư mà sợ ma vậy trời. Thấy cũng ham học, bây giờ thấy cũng ham học đó, nhưng mà đến lớn tí nữa mình cũng không biết ra, bây giờ thì cũng thấy ham học lắm. Thôi vậy nè. Cơm chưa xong thấy cũng sắp tập tất cả học, thử học. Sư. Đọc bài cũng được. Sư nhỏ. À. Tối học kinh học gì thêm. Đến thăm sư nha. Hôm nay đến thăm sư á, cô chú ở đây nè, mua cho sư ít sữa với bánh để ăn sáng mình đi học ha. Rồi cái này chỗ đi gửi cho sư, hồi sư gửi lại cho sư cả hoặc là mấy ta về dơi đó, rồi để cho tiền đi học nha. Nè sư cất này gửi cho sư cả hoặc là cha về dơi đó để đi học á, rồi cho mình tiền đi theo đi học để mua sữa mua bánh ăn thêm ha. Rồi chừng nào nhớ ngoại á, xin sư cả nè, thì nhờ mấy chú chở về thăm ngoại ha. Rồi lâu lâu vô đây thăm sư.